Trẻ em tại Syria bị tra tấn tàn bạo, tin từ Zatari. Tổ chức bảo vệ trẻ em nói rằng, các trẻ em Syria đang ở trong tình trạng bị tổn thương sau khi chứng kiến những cảnh tàn bạo, trong đó có tra tấn. Thu thập bằng chứng từ những người tị nạn, tổ chức bảo vệ trẻ em nói rằng, các trẻ em đã trở thành mục tiêu của những vụ tấn công tàn bạo, trong đó có bắn chết, tra tấn cha mẹ, anh em ngay trước mắt của chúng. Chính các trẻ em cũng đã bị tra tấn với những hành động tra tấn tàn bạo như nhổ móng tay. Tổ chức bảo vệ trẻ em đã làm việc trong trại tị nạn Zatari ở Jordan, gần biên giới Syria, nơi hiện đang có 25.000 người tị nạn. Các nhân viên tổ chức bảo vệ trẻ em đang giúp cho các trẻ em đang ở trong tình trạng khủng hoảng tinh thần sau khi chứng kiến những cảnh tàn bạo. Tổ chức bảo vệ trẻ em đã kêu gọi Liên Hiệp Quốc thu thập tài liệu vi phạm nhân quyền trẻ em tại Syria, huy động thêm các nguồn tài nguyên để giúp cho trẻ em. Những kẻ phạm tội phải bị trừng phạt. Giám đốc của tổ chức, ông Justin Forsyth, sau khi đi thăm trại tị nạn, đã nói rằng các trẻ em cho biết trường học bị pháo kích, xe tăng xô sập nhà cửa, thuật lại cảnh những người thân trong gia đình bị quân đội giết chết, chứng kiến cảnh xông vô nhà trong ban đêm, bắn anh, chị gái hay cha của chúng. Trẻ em cũng đã bị tra tấn trong tù. Một em bé 10 tuổi nói, móng tay của em đã bị nhổ trong tù và ông ta thấy rõ em bé không còn móng tay. Những việc xảy ra tại Syria là những việc cực kỳ tàn ác, khủng khiếp, cần phải chấm dứt. Tổ chức bảo vệ trẻ em đã bị chế độ Al-Assad cấm hoạt động tại Syria.